Hello, Dạm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Thì lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui như quý vị. Thì đến với những cái mẫu chuyện hôm nay thì em mong muốn làm hấp dẫn hơn, làm mới lạ hơn cho cái kênh kể chuyện của em. Tại vì những cái clip kia nó đã quá bình thường rồi, bữa nay em làm một cái clip đặc sắc. Nói về đàn ông và phụ nữ thì khi mà đàn ông rất là thích nghe những cái câu chuyện, những cái vấn đề về tâm sinh lý của một người phụ nữ, cho nên là em muốn làm cái clip để giúp cho các anh hiểu hơn về phụ nữ mà ít ai dám nói ra. Hôm nay là một cái clip đặc biệt, nhìn là biết một người phụ nữ đã quan hệ hay là đã yêu nhiều lần hay chưa. Thì mình sẽ có 6 cái đặc điểm để mà mình nhận biết được nó chính xác nhất nha quý vị. Thì nó không phải chính xác 100% nhưng mà nó rất là hay. Thì mong muốn đem đến những giây phút vui vẻ cho quý vị ha. Thì lần đầu tiên bạn đi xem mắt một người phụ nữ đó mà bạn có ấn tượng rất tốt với cô nàng, nhưng không biết liệu rằng cô nàng này có phải là người có kinh nghiệm tình trường phong phú hay không. Bạn cũng rất quan tâm về vấn đề cô ấy có còn trinh trắng hay là từng quan hệ hay không. Mặc dù sống trong một xã hội hiện đại văn minh với nhiều định kiến cũ xưa đang được mọi người nhìn nhận thoáng hơn, thế nhưng trinh tiết vẫn là một cái quy chuẩn về đạo đức và văn hóa được nhiều nước phương Đông xem xét đối với một người phụ nữ. Nếu bạn đang muốn biết cách để nhận biết phụ nữ quan hệ nhiều lần hay không thì mời quý vị cùng theo dõi clip này nha. Quan sát để biết người phụ nữ đã quan hệ nhiều lần, mong muốn được biết người phụ nữ của mình đang xem trọng đã từng quan hệ nhiều lần hay chưa, vẫn được rất rất là nhiều người đàn ông trong nước hay là ngoài nước, nói riêng của các nước Đông phương, nói chung điều này hoàn toàn có thể biết được bằng cách quan sát một số đặc điểm dưới đây. Thứ nhất đó là mình sẽ quan sát cái dáng đi khềnh khàng, cách phân biệt dáng đi của người con gái còn trinh với gái đã quan hệ nhiều lần có sự khác biệt với nhau. Nguyên nhân là do một số tư thế làm tình, khi mà thực hiện thì chân phải dạng ra. Bởi vậy nên nhiều người đã quan hệ nhiều lần thì sẽ có dáng đi khềnh khàng, có vẻ thô cứng. Với gái còn zin thì dáng đi khép nép nhưng có sự tự tin và linh hoạt. Thật ra thì đặc điểm này cũng khó nhận biết, bởi vì khi hai người này đi với nhau thì chúng ta mới có thể so sánh rõ nhất. Điều thứ hai đó là khi cô bé không còn zin, việc biết được một cô ấy đã từng quan hệ nhiều lần hay chưa khá là mơ hồ, bởi chúng ta không dễ gì nhận được số lần quan hệ và đánh giá mức độ nhiều hay ít. Nhưng có một bằng chứng dễ dàng minh chứng đó là cô ấy là gái trinh hay là đã từng quan hệ nhiều lần. Thì thông qua cái màng trinh, đó là một lớp màng mỏng nằm ở cổ tử cung, trong lần quan hệ đầu tiên sẽ bị phá rách và tạo thành một giọt máu. Nếu bạn thấy xuất hiện hiện tượng này tức là cô gái ấy vẫn còn trinh, chưa xuất như mình như thấy xuất hiện đó, chưa từng quan hệ lần nào. Nhưng cũng phải nói số một một số bạn gái coi như là chưa từng quan hệ nhưng lại không ra máu trinh, bởi có thể trước đó họ gặp một số sự cố như vô cùng bị rách màng trinh hoặc lượng máu quá ít nên không dễ phát hiện. Hay như hiện nay có một số loại tiểu phẫu gọi là vá màng trinh giúp cho phụ nữ đánh lừa được nhiều người đàn ông về sự trinh trắng của mình. Bởi vậy, điều quan trọng ở đây đó là bạn yêu cô ấy bao nhiêu và cô ấy có thực sự yêu bạn hay không. Còn việc có trinh hay không trinh không còn quá mình quan trọng đến nữa nha quý vị, không còn quan trọng. Điều tiếp theo đó là cô bé giãn rộng. Có một giống như là khá chính xác về đánh giá một người phụ nữ đã quan hệ nhiều lần hay chưa thông qua kích thước của cô bé. Và cái này chỉ được đánh giá thông qua việc làm tình thực chiến, tức là bạn cần phải quan sát cô bé của họ. Nếu cô bé hồng hào, xé khít, nhỏ nhắn thì có nghĩa là nàng có kinh nghiệm còn ít, chưa được trải qua một cái cuộc mây mưa nên vẫn giữ được vùng kín đẹp. Ngược lại, nếu nó có màu thâm xỉn, giãn rộng hay đưa tay vào thì mình thấy nó rộng quá thì không phải là dạng vừa đâu. Nhưng hiện nay nhờ một số công nghệ hiện đại, các cái trung tâm thẩm mỹ sản phẩm chuyên dùng mà chỉ cần bỏ một khoản tiền là các cô gái của chúng ta có thể coi như là làm cho nó đẹp như ban đầu. Bởi vậy các chàng
không có nên dựa chọn vào những yếu tố này mà nhận xét. Đó, tiếp theo đó là đánh giá thông qua các bộ phận khác nhau trên cơ thể, không chỉ vùng kín, mà các chàng có thể nhận biết một số cái điều thông qua các bộ phận khác nữa. Có một quan điểm cho rằng người phụ nữ quan hệ nhiều sẽ có đặc điểm là đầu ti có màu sẫm thâm, gái còn xuân thì đầu ti hồng hào, hay vì vòng ba của người từng trải sẽ bị chảy xệ. Nhưng thực tế thì quan điểm này gặp phải nhiều cái sự phản bác gay gắt, bởi đầu ti của một người có thể có màu sắc vì sao được quyết định bởi các sắc tố da của họ. Vậy nên sẽ có người màu hồng, màu nâu, màu thâm hoặc thậm chí màu đen. Còn việc vòng ba chảy xệ không lại là một vấn đề ảnh hưởng yếu tố khác nữa. Ví dụ như họ thường xuyên ngồi làm việc hoặc người hay tắm nước nóng làm cho lưu lượng máu vùng bị gián đoạn. Người hay tập thể dục thể thao thường xuyên các bài tập săn chắc cơ mông thì dù có quan hệ nhiều lần thì mông vẫn thấy và đẹp. Qua cái cách tiếp theo đó là qua cách họ ứng xử, cái vấn đề về quan hệ nhiều lần hay chưa khá là nhạy cảm, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong cách nhìn nhận của một người đàn ông đối với một người phụ nữ của họ. Nhiều người đàn ông ngại người phụ nữ nhiều quan hệ nhiều lần sẽ là người phụ nữ không đứng đắn, lẳng lơ và không thật lòng. Bởi vậy họ thấy xét nét về điều này không thể hỏi trực tiếp, vì chúng ta có thể không biết được cái phần ứng xử của họ. Người phụ nữ mà có kinh nghiệm còn ít hay là lần đầu thì họ thường sẽ tránh những đụng chạm, những cái thân thiết hay là đụng chạm theo phản xạ tránh ra, hoặc là họ sẽ rất ngại khi mà nói chuyện về chuyện ấy, nếu có biết thì cũng lúng túng, xấu hổ và đỏ mặt. Còn những người kinh nghiệm đầy mình thì tỏ ra khá là thoải mái và vô tư, nếu được có khi họ lại còn gợi ý tỏ ra mình khá thuần phục và am hiểu. Tiếp theo đó là nhận biết một người phụ nữ lão làng qua cách làm tình. Thì có thể nàng giấu được bạn tất cả những dấu hiệu kể trên, nhưng có một biểu hiện rất khó che đậy của một người phụ nữ từng trải nhiều lần mây mưa, đó chính là họ làm tình. Nó khác biệt và hoàn toàn với những cô gái ngây thơ lần đầu biết yêu và đến những hương vị của cái chuyện quan hệ. Cụ thể là phụ nữ lão làng thường không ngần ngại khi đàn ông đề cập đến chuyện chăn gối. Có khi hai người lại giống như là chủ động tiếp cận và bày tỏ ham muốn của mình trước bạn. Họ biết tự chuẩn bị cho mình trước những gì bước vào cuộc yêu, và người đàn ông cũng có thể dễ dàng ra một cách trơn tru và không có bất cứ rào cản nào. Có thể cô nàng đã quá quen thuộc với việc này nên không cần bạn hành động mà tự giữ đùi của mình ở tư thế mở rộng ra, hoặc giống như những cô gái lần đầu khá là xấu hổ và trước những cái bộc bạch nhiều kín nên thường sẽ khó khép lại. Phụ nữ từng nhiều lần quan hệ sẽ biết cách để mà thay đổi những cái tư thế, và nó sẽ có những cái tư thế họ thích nhất và đạt được những kích thích khoái cảm tốt nhất. Cho nên là phụ nữ không có máu trinh, có nghĩa là tỷ lệ họ đã từng quan hệ rất cao, khi xâm nhập vào thì nó khác, và hậu quả của việc quan hệ nhiều lần. Nếu như mà bạn quan hệ, một người phụ nữ quan hệ nhiều lần không chỉ bị người khác đánh giá về mặt đạo đức và văn hóa mà nó còn mang đến những ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của họ. Một người biết là quan hệ tình dục đúng cách và đúng mực sẽ giúp họ có những giây phút thăng hoa trong cuộc sống tình cảm và xua tan những mệt mỏi. Ngược lại, khi quan hệ một cách bừa bãi nhiều lần thì có nguy cơ bị lão hóa sớm ở phái nữ, ngay cả nam và nữ cũng sẽ bị như vậy. Chức năng sinh dục bị suy giảm vì quan hệ một cách thường xuyên và liên tục khiến cơ thể không thể kịp sản xuất ra hóc môn và chất hóa học trong gian một cách đầy đủ, lâu dần sẽ mất, dẫn đến tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham muốn. Quan hệ nhiều lần tăng nguy cơ mắc những cái căn bệnh nguy hiểm, nhất là những bệnh lây qua đường tình dục như bệnh lậu, giang mai, sùi mào gà hay những bệnh HIV/AIDS, và nguy cơ suy giảm hệ miễn dịch vẫn chưa có phương pháp điều trị, và các cái bệnh phụ khoa khác ảnh hưởng đến đời sống, quan hệ vợ chồng, khả năng sinh sản. Và cái cách nhận biết một người phụ nữ quan hệ nhiều lần thì cái clip này em làm cũng khá là dài rồi, thì em xin phép được kết thúc clip này ở đây. Em cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe những cái clip về giới tính, về cái chuyện quan hệ vợ chồng rất là hay. Nó nói về khoa học giới tính và giáo dục giới tính đó, hay lắm. Cho nên là cảm ơn quý vị rất nhiều, và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.